MC Cát Tường khóc lóc ỉ ôi, xin lỗi khán giả và hứa khắc phục hậu quả vì quảng cáo sai sự thật. Quảng cáo là một cái việc làm không sai, nó không vi phạm pháp luật. Ai cũng sẽ có lúc phải có những cái lỗi lầm. Trước những lời chỉ trích, tẩy chay từ cộng đồng mạng về việc nữ nghệ sĩ quảng bá sản phẩm sai sự thật, làm hệ lụy đến người tiêu dùng, thì mới đây MC Cát Tường đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Ở thời gian trước, vấn nạn nghệ sĩ quảng cáo những sản phẩm chức năng sai sự thật trên các nền tảng xã hội như TikTok, YouTube đã khiến cư dân mạng phẫn nộ, lên án kêu gọi tẩy chay. Tuy nhiên ở thời điểm bị truyền thông lẫn dư luận lên án chỉ trích, thay vì lên tiếng thì các nghệ sĩ lại giữ phương án im lặng, chỉ mỗi nghệ sĩ Quyền Linh lên tiếng đính chính xin lỗi. Sau một thời gian dài giữ im lặng thì mới đây Cát Tường đã chính thức lên tiếng về việc quảng cáo sai sự thật dẫn đến những hệ lụy cho người tiêu dùng. Trong buổi gặp gỡ trả lời báo chí, MC Cát Tường cho biết nguyên nhân thời gian qua nữ MC giữ im lặng thay vì lên tiếng làm rõ để xoa dịu dư luận là vì lo ngại việc này có thể ảnh hưởng đến các dự án nghệ thuật mà cô đang tham gia. Ngoài ra, việc giữ im lặng là để cho nữ nghệ sĩ có thời gian lặng lại để chiêm nghiệm, quan sát và tìm cách giải quyết cái sai của mình. Diễn viên Đồng Tiền Sương Máu đối diện với những lời bình luận công kích trên trang cá nhân vì ồn ào quảng cáo. Bên cạnh đó, Cát Tường cũng cho biết suốt 27 năm làm nghệ thuật, đây là lần đầu nữ MC vướng vào những lùm xùm này. Cát Tường cũng cho biết thêm về việc bản thân đã ngủ quên trong chiến thắng đã khiến cô một phần nào đó đi sai hướng và chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, nữ MC cho rằng việc các clip xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến cô bị phản ứng. Tôi nói lấy danh dự của mình ra đảm bảo về sản phẩm là sai. Tôi không sản xuất thì không thể đảm bảo được. Bây giờ tôi đã hiểu điều này. Tôi cũng đã hiểu mình không được cam kết sử dụng sản phẩm sẽ được kết quả thế này thế kia, dứt điểm triệu chứng này hay triệu chứng kia, Cát Tường bộc bạch. Tôi khẳng định từ trước đến nay, khi nhận quảng bá hình ảnh cho sản phẩm, tôi phải xem giấy tờ và sử dụng thử. Khi tôi vướng vào ồn ào rồi, người ta nói gì mình phải chấp nhận. Lỗi của tôi là đã nói sai, vì nghĩ đơn giản quá, diễn viên 7X chia sẻ. Đồng thời cô cũng cho rằng, việc nói mình tiếp tay lừa đảo là quá nặng. Cát Tường nói, dù là mẹ đơn thân, nhưng kinh tế của cô không eo hẹp, đến mức biết sai vẫn vi phạm. MC Cát Tường chia sẻ rằng, trong suốt 8 tháng qua, cô đã không nhận thêm bất kỳ quảng cáo nào để có thời gian tập trung vào việc tự xem xét và nhìn lại bản thân mình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, tôi không nhận bất kỳ hợp đồng nào. Song dẫu vậy, trên mạng vẫn còn một số quảng cáo của tôi. Tôi bất lực, tôi xin lỗi vì đã làm phiền lòng mọi người. Tôi mong khán giả tha thứ. Mọi người tha thứ cũng được, không tha thứ cũng không sao, bởi tôi sai phạm mà. Tôi không quanh co, chối bỏ trách nhiệm. Trước những bước đi sai hướng, sai mục đích ban đầu của mình, bà mối mép tai của bạn muốn hẹn hò đã bật khóc, nhìn nhận mọi sai lầm của mình, đồng thời chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả, những người đã tin tưởng, ủng hộ cô. Nhưng bản thân nữ MC lại vì những quảng cáo không trung thực đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. MC Cát Tường trải lòng, tôi mong nhận được sự thông cảm từ khán giả để tôi tiếp tục làm nghề, cống hiến cho nghệ thuật. Tôi mong mọi người tha thứ vì tất cả cũng vì mưu sinh. Tôi sẵn sàng đón nhận những luồng ý kiến trái chiều sau ngày hôm nay. Chắc chắn thời gian tới, tôi sẽ xem xét kỹ hơn để không phải vướng vào ồn ào như trên nữa.